Vâng, Hoàng Giao xin mến chào các bác. Rất vui hôm nay lại gặp lại ở các bác trong một cái clip mà của Hoàng Giao Đô. Trong cái clip này ấy, thì Hoàng Giao đang tiến hành vệ sinh hai cái đầu băng cối của cái model là Tech 6300. Thì trong cái clip này thì Hoàng Giao cũng hướng dẫn các bác cách chúng ta vệ sinh đầu băng cối, và nhất là cách vệ sinh đầu từ như thế nào để cho nó chuẩn nhất. Bởi vì trong quá trình sử dụng, nhất là những bác nào chúng ta mới chơi đầu băng cối hoặc là lần đầu tiên sử dụng đồ băng cối thì chắc chắn là sẽ không tránh khỏi những cái trường hợp này. Thì hôm nay Hoàng Gia cũng xin chia sẻ với các bác cái cách làm sao để chúng ta vận hành được một chiếc đồ băng cối làm sao cho nó chuẩn nhất, chính xác nhất để nó tăng cái tuổi thọ của đồ băng cối cũng như là tăng cái tuổi thọ của cái cuốn băng của chúng ta lên. Thì trong cái quá trình sử dụng thì các bác hay gặp ở những cái lỗi như sau. Thứ nhất là các bác nghe băng nhưng các bác không chịu lau đầu từ. Đây là những cái lỗi sơ đẳng nhất mà các bác đang rất nhiều các bác gặp phải. Tức là các bác cứ nghĩ rằng là một cái cuốn băng các bác nghe xong thì có khi là 5 tháng, 4 tháng các bác không có một chút gì sờ vào cái đầu từ để lau đầu từ cho nó sạch. Bởi vì các bác một số cái chương trình băng cối và một số cái loại dây băng ấy, có những cái cuốn băng mà Hoàng Gia cũng đã thử rồi, chỉ cần nghe có một cuốn thôi thì lập tức nó đã có những cái bột băng nó đã bám vào đầu từ rồi. Và khi cái bột băng nó bám vào đầu từ thì nó sẽ làm bẩn đầu từ. Và khi đó các bác nghe nhạc ấy, nó sẽ mất hết những cái giải âm thanh, đặc biệt là giải tép là không có. Giải tép, giải chung là không có luôn, tiếng tối mờ mịt luôn. Nhưng mà nhiều bác cứ nghĩ là nó do băng thâu lỗi, nhiều bác lại nghĩ rằng là do đầu lỗi mà không kiểm tra xem đầu từ nó đang bị bẩn hay không để chúng ta vệ sinh lau. Nhiều bác là gửi đầu cối về đây rồi, bắt đầu là em mới kiểm tra đầu từ. Đầu tiên em sẽ kiểm tra đầu từ trước, chứ không phải là em kiểm tra máy móc làm cái gì cả. Và khi các bác nói rằng là tiếng nó tối họ kia là em lập tức, hoặc là vế có vế không, tức là hai đồng hồ kim, hai đồng hồ vu này, thì cái vẩy cái không vẩy đấy, hoặc cái vẩy thì rất khỏe, có cái vẩy thì lờ đờ, thì em lập tức em sẽ phải kiểm tra cái lật lên kiểm tra cái đầu từ đầu tiên để xem nó có sạch hay không, đầu từ nó đã mòn hay chưa. Đấy, thì cái này nó có rất nhiều nguyên nhân. Đầu tiên ấy thì là nếu kim vế, một vế vẩy và một vế không vẩy, hoặc một vế nói rất bé, một vế kia nói rất lớn, thì các bác lập tức kiểm tra cho em đầu từ. Các bác lật máy lên. Đây, cái cách chúng ta lật, các bác không biết xem đầu từ như nào ấy thì đơn giản lắm. Thì các bác phải tháo đầu cối ra nhé. Nhiều bác mà dùng quen rồi ấy thì chúng ta chỉ cần một cái khăn sạch thôi. Chúng ta mà cần một cái khăn sạch. À, chúng ta chỉ cần đặt vào đây, chúng ta lau này. Nếu mà chúng ta đã làm quen rồi ấy, thế thôi, lau sạch cái này. Thì các bác để ý xem, cái khăn nó rất là bẩn. Nếu mà đầu từ bẩn thì khăn bẩn, mà đầu từ sạch thì cái khăn nó sẽ sạch, tức là nó sẽ không có bột băng. Vì bột băng thông thường nó sẽ bám là màu đỏ gạch hoặc là màu đen, tùy vào cái sợi băng của bác dùng sợi gì. Nếu các bác sợi dùng sợi màu đen thì cái màu nó là màu đen, còn nếu bác sợi dùng sợi gan gà thì nó màu nó hơi đỏ. Đấy. Và cái băng tốt thì các bác có thể là dùng liên tục nghe 5-7 cuốn nó không bẩn đầu từ. Nhưng mà khi các bác dùng cái băng mà nó kém chất lượng, các bác chỉ cần nghe có một nửa cuốn thôi, lập tức là đầu từ nó đã bẩn luôn rồi, nó bám bẩn rồi. Đấy, thì các bác phải vệ sinh cho em, lấy cái bông ngoài tai cũng được. Các bác lấy cái bông ngoài tai, chấm một ít nước ẩm thôi, chấm ít nước ẩm thôi bác nha, đừng có chấm sũng nước làm gì nha, lau như thế nước ngấm mà nó hỏng đầu từ, nó hỏng cái mạch bên trong. Đấy, thì các bác lau tất cả các đầu từ này, có 4 cái đầu từ hoặc 3 đầu từ, bác lau hết cho em. Đấy, lau hết tất cả các đầu từ, đầu thu, đầu phát. Bởi vì nhiều bác đã không xác định được đâu là đầu phát, đâu là đầu thu, đâu là đầu xóa. Thì các bác cứ lau hết cho em nha. Lau hết cho em 3 đầu từ, không quan tâm nữa là đầu nào cả. Mình không biết được thì mình cứ lau hết cho nó chắc ăn. Đấy, và lau tất cả những cái vị trí này, những cái cần này. Những cái cần này phải lau này. Bởi vì khi các bác nghe, khi cái băng mà nó bết ấy, thì cái băng nó sẽ bết cả vào cái những cái vị trí tiếp xúc ở đây này, các bác phải lau sạch. Đấy, thì các bác phải dùng một cái khăn sạch như này. Đấy, các bác bám vào đây, xoay thật chặt cho em, xoay đi xoay lại nhiều lần mà. Và các bác nhìn khăn, kết quả nhìn phải nhìn khăn, kể cả những cái càng bên này như thế này. Với một số cái đầu cối nó có 2 cái càng thì các bác cũng phải lau sạch, kể cả những cái vị trí tiếp xúc băng. Tóm lại là những cái vị trí mà dây băng nó chạy qua, những cái vị trí mà dây băng nó đi qua thì các bác đều phải lau sạch cho em. Đấy, để em nói thế để cho bác dễ hiểu. Còn nếu bác nào mà chưa biết lau đầu từ như thế nào ấy thì các bác phải thử đi, các bác phải kiểm tra lại đầu băng cối đi. Đấy, các bác muốn, đây, các bác có thể là đặt nằm cái đầu băng cối ra. Đấy, các
các bác có thể đặt hàm ra, các bác thể nhìn này, đây là cái hàm từ nó đây. Thì những bác nào mà chưa mà chúng ta chưa nào quen ấy thì chúng ta có thể tháo đầu băng cối ra, đặt nằm nó xuống. Đấy các bác có thể nhìn này, khi một con đầu băng cối thì nó sẽ có một cái đắp chụp như thế nào. Đấy, các bác tháo cái này cũng được, không tháo được cũng không quan trọng nha. Thì như thế này là các bác cũng đã nhìn thấy đầu từ rồi. Đấy. Nhưng đây là Hoàng Gia đang vệ sinh cái đầu băng cối này. Thì Hoàng Gia sẽ đã tháo sẵn rồi. Thì đây đây là những cái đầu từ này, ví dụ đây là từ đầu từ xóa này. Xóa này, thu này. Đấy, phát chiều xuôi này, phát chiều ngược này. Đấy, ở đây như con đầu 6003 nó có bốn đầu từ cơ. Thì các bác không quan trọng biết là đầu từ gì nhá. Em cứ nói với các bác luôn là các bác cứ đốn cái đầu từ này bác lau cho em. Đấy, lau thật sạch. Lau khi nào mà nhìn nó bóng này, nó không có bột băng nó bám nữa, tức là bột băng mà không thấy bám trên đấy nữa, và cái khăn của bác nó sạch, nó không có bột bám trên khăn nữa thì đấy là sạch. Đấy, kể cả những cái đây này, những cái vị trí đây là những cái càng để nó đưa dây băng lên này, các bác cũng phải lau sạch, bởi vì bột băng nó bám cả vào đây này. Nếu các bác dùng băng kém chất lượng nó bám cả vào những vị trí này này, đấy, nó bám cả những vị trí này này, đấy, kể cả những cái vị trí chỗ này nó bám hết. Tóm lại chỗ nào mà băng nó chạy qua nó tiếp xúc thì nó đều bám. Đấy, các bác cứ hình dung như thế. Bác vệ sinh thật sạch. Đấy, sau khi vệ sinh sạch xong rồi các bác bỏ băng vào các bác test lại. Khi các bác test lại rồi, vệ sinh sạch rồi mà test lại rồi mà tiếng nó vẫn như thế thì lúc đó thì chúng ta mới tiến hành sang kiểm tra những bước tiếp theo, đó là kiểm tra lại cái băng của các bác mua nó có vấn đề gì không, cái sợi băng nó có vấn đề gì không, cái băng nó có kém chất lượng không. Nếu băng của các bác mà đã tốt rồi thì chúng ta lại kiểm tra những cái đầu thì chắc chắn là cái phần bên trong nó có vấn đề gì đó, nên là vế kim vu nó vẩy, kim đồng hồ vu này một cái vẩy lớn một cái vẩy yếu, thậm chí không vẩy thì nó khả năng nó bị điện tử bên trong, mạch điện tử bên trong. Thì đấy là những cái cách mà Hoàng Gia chia sẻ với các bác để cái cách chúng ta lựa chọn và cũng như chúng ta để chúng ta tự chúng ta xử lý được. Vì những cái lỗi này là những cái lỗi sơ đẳng mà rất nhiều các bác hay gặp, mà nhiều các bác là không tìm hiểu những cái nguyên nhân này mà cứ nghĩ là do đầu nó hỏng, là gửi đầu về trung tâm để gọi là sửa chữa hay là bảo dưỡng. Thì như thế nó mất rất là mất công, bởi vì đây là những cái lỗi nó rất là đơn giản. Thì em cũng xin chia sẻ cái video này để các bác biết, bởi đây là một cái sơ đẳng mà em nói thật là rất nhiều người gặp, bởi vì từ khi quá trình Hoàng Gia làm đầu cối và bán đầu cối thì cũng rất nhiều các bác cũng đã gửi hàng qua để cho Hoàng Gia xử lý rồi. Nhưng thì một số cái nguyên nhân là nó có là nó hỏng thật, nhưng mà có một số cái nguyên nhân là do các bác là do nguyên nhân khách hàng sử dụng, đó là những cái vị trí đầu từ này này là các bác không chịu vệ sinh, không chịu lau chùi, nên khi là các bác nghĩ là do băng nó kém đấy, hoặc là em có thâu băng cho các bác nó nét, nhưng mà khi về băng thâu nét rồi, nhưng khi về các bác cái đầu từ của băng nó bẩn, các bác đưa cuốn băng của em thâu vào, đưa vào máy để chạy thử, các bác bảo sao băng tối thế, tiếng nó chả thấy tép đâu, thì các bác phải xem lại ngay là cái đầu từ của các bác nó có bẩn hay không. Thì em luôn luôn phải khuyên các bác như thế. Khi các bác test băng của em bán hoặc là ai các bác mua đâu thì các bác cũng phải đều phải lưu ý rằng là nếu mà tiếng nó tối thì các bác phải lưu ý rằng là tép không có, kim vẩy mà nó không đều thì chắc chắn là các bác phải xem lại đầu từ để xem có bị bẩn không. Các bác nhá, bị bẩn không? Chúng ta phải vệ sinh ngay. Đây là cái lỗi mà rất nhiều các bác gặp, đó là sử dụng nhưng không chịu lau đầu từ, tức là không chịu vệ sinh đầu từ làm sao để cho nó sạch đi. Đấy, nó giống như đầu cassette cũng thế, các bác chơi cái này nó cũng giống như chơi đầu cassette, nó cũng thế, nó cũng đều sử dụng đầu từ thủy tinh hay đầu từ sắt thì nó cũng đều có cái nguyên lý hoạt động như thế, và chúng ta cũng phải đều vệ sinh như thế nhá. Từ sắt hay từ thủy tinh các bác cũng phải vệ sinh như thế hết. Và băng nó rất là quan trọng, bởi vì cái băng nó tốt, nó ít ra bột thì có nghĩa là đầu từ của bác nó sẽ sạch và các bác ít phải vệ sinh hơn. Nhưng mà băng mà các bác để ý nào, khi các bác nghe một cuốn băng mà các bác để ý những cái bột mà nó rơi xuống máy này, vì trong quá trình băng nó quay thì nó sẽ có những cái bột băng nó sẽ rơi đây, các bác cứ nghe một hai cuốn là sẽ có những cái bột băng nó sẽ rơi đây. Nó rơi càng nhiều thì có nghĩa là chứng minh là cái băng nó càng kém, nó rơi càng ít thì có nghĩa là cái băng nó ít ra bột. Đấy, nó ít ra bột thì có nghĩa là đầu từ của bác nó sẽ sạch hơn, còn nếu mà bột mà nó cứ rơi nhiều xuống đây thì chắc chắn là cái đầu từ của bác nó sẽ nhanh bẩn hơn, và nó chắc chắn là các bác phải lau đầu từ nhiều hơn. Thì đấy là những cái chia sẻ của Hoàng Gia Auto để các bác ngay trong ngày hôm nay và ngay trong cái clip này, các bác nào có xem được clip này của Hoàng Gia Auto thì chúng ta nên ngó lại một chút về cái sản phẩm, đó là cái đầu băng cối mà các bác đang sử dụng, thì xem cái đầu từ nó có bị bẩn hay không. Thì các bác hãy, nếu chúng ta bẩn thì chúng ta nên làm những cái cách mà Hoàng Gia vừa hướng dẫn, đó là chúng ta hãy vệ sinh đầu từ, lau đầu từ làm sao cho sạch đi, để khi
chúng ta đưa một cuốn băng vào thì chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ nhận được đó là cái giá trị, đó là cái gì ạ? Cái bản nhạc của chúng ta nó sẽ sắc nét hơn và nó sẽ chi tiết hơn rất là nhiều. Đấy. Đấy, thì sau cái video này thì Hoàng Giang hy vọng là các bác sẽ, chúng ta sẽ tự, và nhất là những bác nào mới chơi đồ băng cố thì nó sẽ có một cái kiến thức để chúng ta vệ sinh đồng từ làm sao cho nó chuẩn nhất, và cũng như là để cho chúng ta không phải gửi đi gửi về những cái sản phẩm như thế này, đóng nó mất rất nhiều thời gian và rất là rủi ro lớn. Đấy, và đây là những cái lỗi rất là sơ đẳng thôi. Thì chúc các bác sau clip này chúng ta sẽ tự làm được, chúng ta tự kiểm tra được, vệ sinh làm sao cho nó chuẩn nhất để chúng ta nghe được những cái bản nhạc nó tốt nhất. Vâng ạ. Clip này Hoàng Giang xin chào và xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo. Hoàng Giang sẽ chia sẻ thêm một số cái kiến thức khác nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.